Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ được phát sóng vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trình bày về cổ phiếu Nam Long và tôi là Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư. Đồng hành cùng tôi ngày hôm nay chính là anh Toàn đến từ bộ phận research của bên VN Direct và chuyên cover nhóm ngành bất động sản. Điểm qua về Nam Long thì chúng ta có thể thấy là doanh nghiệp bất động sản đã được thành lập từ năm 1992 với vốn điều lệ là khoảng gần 3.000 tỷ đồng. Ban lãnh đạo hiện tại của Nam Long có ông Nguyễn Xuân Quang là chủ tịch hội đồng quản trị và ông Trần Xuân Ngọc là tổng giám đốc. Và chúng ta sẽ cùng sang slide tiếp theo, đấy là giới thiệu sơ bộ. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái kết quả kinh doanh của Nam Long là có dấu hiệu tăng trưởng rất tốt từ 2016 cho đến 2018 và chững lại trong 3 năm gần đây là 2018 đến 2020. Và liệu rằng là những năm tiếp theo thì cái kết quả kinh doanh của Nam Long có được cải thiện hay không? Và chúng ta cũng sang slide tiếp theo nữa, đấy là slide về mô hình Canvas. Thì cái mô hình này là một cái mô hình rất là mới, gồm những cái yếu tố mà 9 yếu tố để chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là cái doanh nghiệp này hoạt động như thế nào và có cái cơ cấu chi phí hay là có cái đối tác hay là có cái nguồn lực chính là ở đâu hay là những cái giải pháp giá trị nào họ mang đến cho thị trường. Qua cái mô hình Canvas này thì chúng ta cũng sẽ biết được rằng là cái giá trị của doanh nghiệp là tạo ra cho xã hội là như thế nào. Và qua đấy thì có thêm niềm tin để có thể là nắm giữ cổ phiếu hoặc là niềm tin để mà không đầu tư cổ phiếu này. Thì cái này là một số cái thông tin mà bên Trung tâm Tư vấn Đầu tư đã thử làm để cho quý nhà đầu tư có thể xem cái clip này và có thể tham khảo cái cách làm cái mô hình Canvas và qua đấy thì có thể sử dụng nó cho cái mục đích đầu tư của mình. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái ba cái điểm tích cực đầu tiên của ngày hôm nay. Thì thứ nhất đấy là cái thương Nam Long là cái thương hiệu bất động sản vùng ven hàng đầu. Và thứ hai đấy chính là cái quỹ đất của Nam Long rất là lớn và họ đang có cái định hướng là sẽ mở rộng sang miền Bắc. Và thứ ba đấy là chúng tôi thấy cái định giá của Nam Long cũng tương đối là hợp lý so với cả cái mặt bằng chung của các doanh nghiệp bất động sản trong năm nay. Và trước khi vào ba cái điểm tích cực này thì mời anh Toàn có thể nói qua cho quý nhà đầu tư nghe về cái triển vọng ngành bất động sản vùng ven trong cái tương lai sắp tới hay không. Vâng, mời anh ạ. Vâng, quý nhà cảm ơn cũng cái nghiệp mà bất động sản khác thôi, khi mà chúng ta đi sâu vào nghiên cứu thì chúng ta phải có một cái nhìn tổng quan về ngành. Thì đối với Nam Long thì họ tập trung chủ yếu đi tính đến thời điểm này, họ tập trung chủ yếu là ở bất động sản khu vực phía Nam. Và theo CBRE thì nguồn cung mới của nhà xây sẵn tại thành phố Hồ Chí Minh giảm khoảng 51% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn khoảng 170 căn trong nửa đầu năm, và chủ yếu đến từ thành phố Thủ Đức, kéo theo lượng giao dịch giảm khoảng 75% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì giá sơ cấp trung bình của nhà phố vẫn tăng 7%, nhà phố thương mại vẫn tăng 5% và biệt thự vẫn tăng khoảng 4%. Thì cũng giống như thị trường nhà xây sẵn thì nguồn cung căn hộ mới tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 cũng giảm mạnh khoảng 53% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn hơn 1.700 căn, dẫn đến cái lượng căn hộ tiêu thụ giảm khoảng 31% so với cùng kỳ. Thì chúng tôi quan sát đây là quý thứ 5 liên tiếp mà thành phố Hồ Chí Minh không có nguồn cung mới ở phân khúc bình dân, mà giá bán thì vẫn tăng cao cùng với nguồn cung khan hiếm. Thì do đó nhà đầu tư đang tìm kiếm cái cơ hội mới tại các thị trường lân cận thành phố Hồ Chí Minh hơn là tìm kiếm những cái bất động sản ở trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như là Long An và Đồng Nai là những nơi được hưởng lợi từ những cái dự án đầu tư công. Và trong 4 tháng năm 2021 thì thị trường nhà xây sẵn tại Đồng Nai diễn ra khá là sôi động với khoảng gần 2.800 căn mở bán mới. Số lượng ký bán đạt khoảng 835 căn. Thì theo đó là thị trường Long An với khoảng 375 căn mở bán mới và khoảng 330 căn tiêu thụ. Và điều này thì có thể mở ra cho các cái dự án tọa lạc tại các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh của Nam Long Group. Đó là sơ bộ về ngành và chúng ta có thể thấy ra tiềm năng của bất động sản vùng ven, đặc biệt là vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Và đây cũng là cái phân khúc mà Nam Long Group đang đẩy mạnh tập trung. Và tôi cũng xin đi luôn vào ba điểm tích cực như anh Duy đã nói.
Thì đầu tiên, Nam Long Group có thương hiệu hàng đầu trong phân khúc bất động sản vùng ven với 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản với hơn 20 công ty con liên doanh với quỹ đất là khoảng 681 hectare và tổng tài sản lên đến 13.600 tỷ đồng. Và Nam Long thì trong trong cái quá trình phát triển của họ thì họ được cộng hưởng từ cái việc hợp tác chiến lược với rất là nhiều các đối tác nước ngoài kinh nghiệm, và họ có insight rất tốt trong cái việc phát triển bất động sản trong khu vực như là Gamuda, Indochina Land, NNR và Hankyu Hanshin Properties. Nam Long thì chia sản phẩm của họ ra là ba dòng sản phẩm chính thì mà chúng ta hay được nghe tên, đó là Valora. Thì Valora là tên mà Nam Long đặt cho những sản phẩm nhà phố và biệt thự của họ. Thứ hai là Flora là những căn hộ biệt lập, và thứ ba là eHomes là những căn hộ mang tính kinh tế hơn một chút, vừa tiền hơn một chút. Thì kéo số slide tiếp theo chúng ta có thể thấy cái danh mục dự án của Nam Long Group tính đến thời điểm tháng 7 năm 2021. Thì hiện nay Nam Long đang phát triển khoảng 9 dự án và tập trung chủ yếu ở tại quận Bình Chánh hay quận Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Thủ Đức cũng có một một dự án, ở Long An, cả Cần Thơ và Đồng Nai thì có một số cái dự án lớn như Waterpoint, Paragon Đại Phước và Waterfront City, và đặc biệt thì họ có một dự án ở Hải Phòng mới. Và trong 6 tháng đầu năm thì họ đã mở bán được 90 căn Flora Akari, 646 căn Flora Mizuki và 334 căn Flora Southgate. Tổng trong 6 tháng đầu năm họ bán được khoảng 1.070 căn và dự kiến mở bán cuối năm 2021. Thì các quý nhà đầu tư có thể theo dõi cái tiến trình mở bán của eHome Southgate khoảng 1.400 căn, ở Izumi City ở Waterfront khoảng 6.900 căn và ở Cần Thơ 43 hectare thì khoảng 1.530 căn. Điểm tích cực thứ hai là Nam Long đang có xu hướng mở rộng quỹ đất sang thị trường miền Bắc, và địa điểm đầu tiên mà Nam Long phát triển đó là khu đô thị Nam Long Hải Phòng ở Thủy Nguyên với tổng diện tích khoảng 21 hectare, và Nam Long sở hữu khoảng 50% dự án này. Dự án thì sẽ cung cấp khoảng 1.300 sản phẩm và dự kiến mở bán hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là dòng Vadora, có nghĩa là vòng biệt thự, và năm 2023 sẽ phát triển dòng eHome, nghĩa là cái dòng mà cho cái phân khúc thu nhập trung bình. Hiện tại thì dự án đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng kết nối giao thông và đang trong quá trình hoàn thiện thi công. Thì ở cái dự án này, khi mà có một cái vị trí rất là thuận tiện bằng cách từ việc di chuyển vào trung tâm thành phố chỉ mất thành phố Hải Phòng chỉ khoảng 15 đến 20 phút và di chuyển về Hà Nội thì mất khoảng 1 tiếng 30 phút, và khu khu đô thị này nằm ở gần khu công nghiệp V-Ship của Hải Phòng. Và giai đoạn 1 và giai đoạn 2 sẽ mở bán 740 căn nhà phố biệt thự thuộc dòng sản phẩm Valora. Quý nhà đầu tư có thể theo dõi, và đây sẽ, nếu mà thành công, họ có một cái tỷ lệ hấp thụ tốt, sẽ là một cái bước tiến để Nam Long tiếp tục bước tiến và họ sẽ phát triển những cái dự án khác ở khu vực miền Bắc. Thứ ba thì chúng tôi cho rằng Nam Long đang có cái mức định giá hợp lý so với các cái doanh nghiệp cùng ngành. Thì chúng ta có thể theo dõi ở bảng ở slide thứ 12 thì Nam Long đang có mức PE forward năm 2021 là khoảng 10,7 lần, mức PB khoảng 1,8 lần, và ROE thì cũng cũng ở mức khá so với ngành là khoảng 18,5 lần, 18,5%. Thì mức định giá này chúng tôi thấy là vẫn ở mức thấp hơn so với trung bình của ngành. Chính vì thế mà Nam Long vẫn có cái tiềm năng tăng giá ở trong tương lai. Và trong báo cáo cập nhật gần đây nhất thì chúng tôi định giá Nam Long với giá mục tiêu là khoảng 46.700 dựa trên phương pháp là RNAV. Vâng, trên đó là ba điểm tích cực, thì tiếp theo anh Duy có thể bổ sung ý kiến gì không ạ? Dạ vâng, rất là cảm ơn cái phần trình bày của anh Toàn sơ qua cho quý nhà đầu tư thấy về công ty Nam Long này.
thì công ty Nam Long là bên cạnh cái việc là họ có quỹ đất ở thành phố Hồ Chí Minh thì họ còn có thêm cả quỹ đất ở vùng Long An và Đồng Nai, Cần Thơ hay Hải Phòng. Và như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy thì cái dự án Hải Phòng của Nam Long trong cái slide về phần định giá của chúng tôi thì cái dự án Hải Phòng của Nam Long hiện tại là mới chỉ có khoảng là 870 tỷ thôi. Nghĩa là cái dự án này thì cái định giá nó khá là thấp so với cả cái tổng định giá mà chúng tôi dành cho cái công ty này là khoảng 15.600 tỷ. Thì cái tỷ trọng chính của Nam Long chúng ta có thể nhìn thấy là nó sẽ đến từ cái Izumi City cũng như là cái Southgate Waterpoint. Thì cái Southgate ở đây chính là cái dự án mà ở Southgate là cái dự án ở tỉnh Long An ấy. Và cái Izumi thì là cái Mizuki và cái thứ hai là cái Izumi City thì là cái dự án ở đâu nhỉ anh? Ở Waterfront ở Đồng Nai. Vâng, thì là cả hai cái đều là ở Đồng Nai ạ. Cái Waterpoint thì là ở Đồng Nai rồi, nhưng mà cái Izumi City Waterpoint thì ở Long An còn... À vâng, ở Long An. Cái Izumi thì là ở Đồng Nai, ở gần khu vực của Aqua City của vâng. Novaland. Vâng, đấy. Thì những cái chúng ta có thể thấy là các dự án của Novaland, của Nam Long thì đều là ở các vùng ven, nghĩa là không phải là ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà là ở các tỉnh lân cận. Thì đấy chính là cái thứ mà cái point nổi bật nhất của cái doanh nghiệp bất động sản này, khác với cả Khang Điền mà chúng ta có thể thấy của tuần trước thì là cái dự án chính của Khang Điền lại là đến từ là cái định giá chính của Khang Điền lại đến từ dự án Tân Tạo ở Hồ Chí Minh, ở Bình Chánh Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì tôi cũng muốn hỏi anh Toàn thêm là thực ra là cái việc là cái có đối tác nước ngoài này thì nó vừa là điểm lợi cũng là vừa là điểm trừ của Nam Long. Nghĩa là điểm lợi ở đây thì là như chúng ta đã biết thì là họ sẽ phải làm những cái dự án nó chuẩn chỉ và nó sẽ phải đầy đủ cơ sở pháp lý. Nhưng mà chính vì do là họ phải làm những cái dự án chuẩn chỉ và đầy đủ cơ sở pháp lý, nghĩa là rất là chuẩn ấy, thì doanh nghiệp nước ngoài họ mới hợp tác cùng. Thế thì nghĩa là như thế thì cũng có phần nào đấy khiến cho họ là sẽ bỏ lỡ một số cái dự án khác tiềm năng hơn, nhưng mà kiểu bởi vì do là cái dự án pháp lý chưa xong cho nên thành ra là nhà đầu tư nước ngoài không thể tham gia cùng ngay lập tức được. Thì cái này là có phải là một trong những cái điểm trừ của cái việc là có đối tác nước ngoài không ạ anh Toàn? Tôi thì không nghĩ là như vậy. Thì thực ra thì khi mà có đối tác nước ngoài kết hợp cùng làm ấy thì nó sẽ có nhiều cái điểm tích cực hơn. Theo tôi là như vậy. Thứ nhất là được hưởng lợi từ brand của họ. Và thứ hai thì khi mà cùng hợp tác, ví dụ như sở hữu 50-50 thì chúng ta có thể tức là về financing rồi thì về việc mở bán hàng cũng có những cái sản phẩm mà người dân thành phố Hồ Chí Minh thì họ rất là ưa thích những sản phẩm mà có brand. Đó thì tôi nghĩ là cũng không có cái điểm tiêu cực gì ở trong cái việc mà hợp tác với nước ngoài. Nhưng mà có khả năng là ví dụ như là một số dự án mà có giá nghĩa là mình có giá vốn mua có thể là hấp dẫn hơn, nhưng mà bởi vì do là pháp lý nó chưa đủ cho nên thành ra là Nam Long sẽ không thể nào đầu tư được. Qua đấy thì là cái biên gộp của Nam Long thì có thể là sẽ không cao hơn so với cả những cái đối thủ bất động sản khác cùng trên sàn hay không? Cái này thì nó tùy thuộc vào từng dự án. Tức là Nam Long sẽ kết hợp với nhà tư nước ngoài ở từng dự án, không có nghĩa là họ kết hợp với nhà tư nước ngoài ở tất cả các dự án. Có nhiều dự án Nam Long vẫn đang nắm giữ 100% và họ toàn quyền quyết định những cái dự án đó. Vâng, cảm ơn anh. Với cả hơn nữa là có một cái thắc mắc hơi nho nhỏ của tôi, đấy là cái giá mục tiêu hiện tại của Nam Long là 46.700 đồng. Mặc dù đúng là định giá của Nam Long nếu mà về các chỉ số như PE hay PBook thì đều khá là hấp dẫn so với cả trung bình ngành, nhưng mà nếu mà mình nhìn định giá theo cái quỹ đất thì mình lại có thể nhìn thấy là cái upside của Nam Long là nó không còn nhiều như cái doanh nghiệp khác nữa. Ví dụ như là Khang Điền là họ có cái chiết khấu của cái dự án Tân Tạo rồi thì là cái giá mục tiêu là upside mới là khoảng tầm 20% gì đấy, nhưng mà khi mà bỏ cái chiết khấu đấy đi thì nếu mà cái dự án Tân Tạo mà làm được full hết công suất thì cái upside của họ có thể lên đến 80.000 một cổ phiếu cơ. Thì không biết là liệu Nam Long này thì cái định giá theo cái RNAV của dự án thì còn cái tiềm năng nào mà mình chưa có thể bộc lộ hết ở trong này hay không? Cũng còn tương đối nhiều vì trong này thì chúng tôi cũng ví dụ như là dự án Cần Thơ với 43 hectare thì cũng chưa phản ánh được hết những cái về
về mặt mặt định giá tài sản. À. Và ngoài ra thì vẫn còn có một số dự án chúng tôi sử dụng book value như là dự án Đại Phước và một Vâng. số dự án khác. Ngoài ra thì chúng tôi cũng áp dụng discount 15% lên tổng RONAP. À, dạ vâng. Nghĩa là khác với cả bên Fandian là chúng ta chỉ discount riêng cái dự án Tân Tạo, thì đối với cả Nam Long thì chúng ta discount chung 15% cái RNAP này. Thì có thể anh có thể chia sẻ thêm là vì sao mà mình lại discount 15% tổng cái RNAP này cho cái cổ phiếu Nam Long hay không? À, cho cổ phiếu Nam Long hay không? Thực ra thì Nam Long trong lịch sử của họ ấy, thì họ phát triển khá là inline với cả pipeline họ đưa ra. Chính vì thế mà hầu như là chúng ta các analyst hầu như là có tương đối cụ thể về mặt data, về mặt họ triển khai bán hàng như nào, và họ rất cũng cũng không không có cái sự chậm trễ nhiều trong vấn đề pháp lý. Chính vì thế mà hầu như là các dự án này thì đều được định giá bằng khá là sát so với những cái data mà doanh nghiệp cung cấp. Thì với cái việc mà ít cái rủi ro về mặt pháp lý thì chúng tôi sử dụng discount trên tổng RNAV. Còn đối với nhiều doanh nghiệp và bất động sản khác thì họ thỉnh thoảng họ có những dự án rất là lớn, và cái dự án lớn đấy họ chiếm rất cái vừa cái tỷ trọng rất là lớn trong 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 tổng roadmap của họ. Chính vì tuy nhiên thì cái dự án lớn đó lại có thể gặp một số vấn đề về việc kéo dài thời gian xin pháp lý, hoặc là họ chưa có một cái thông tin rõ ràng, thì những cái doanh nghiệp như thế thì chúng tôi sẽ áp cái mức giá discount cho cái dự án lớn đó. À, Đại dạ loại là như vâng. vậy. Vâng, cảm ơn anh. Thế nghĩa là cái mức discount 15% này là nó đơn giản là bởi vì do là những cái dự án này là những cái dự án tương lai, cho nên là mình sẽ dùng khoảng 15% để chiết khấu về hiện tại. Ngoài ra thì những cái dự án, những cái công ty khác ví dụ như là Khang Điền thì cái dự án Tân Tạo của họ to hơn, cho nên thành ra là mà cái detail về mặt chi tiết thì cũng chưa rõ ràng, cho nên có quá nhiều điểm uncertainty, cho nên đấy là lý do vì sao mà Khang Điền mình lại chiết khấu riêng cái Tân Tạo nhiều hơn, đúng không ạ? À, thế thì bây giờ tôi sẽ sang cái phần tiếp theo của ngày hôm nay, đấy là cái tiêu cực. Thì những cái lý do mà chúng tôi thấy là mình nên quan tâm đến cổ phiếu bất động sản, nghĩa là mình nên concern khi mà mình đầu tư vào Nam Long. Thì cái đầu tiên đấy chính là cái việc là Nam Long là một công ty bất động sản, thì tôi thấy rằng là những công ty bất động sản thì đều có, hay là ngành bất động sản nói chung thì đều có cái yếu tố là chu kỳ, nghĩa là sẽ có những lúc mà bất động sản tăng và sẽ có những lúc bất động sản giảm. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái ở slide thứ 16 thì đấy là cái năm 2019 với cả 2020 là doanh nghiệp là hay là năm 2021 thì là cái đóng góp của GDP vào trong của bất động sản vào trong GDP thì là tăng trưởng âm hay là thấp hơn so với cả hồi xưa. Thì những cái yếu tố này thì là có thể là sẽ làm cho mình là đầu tư vào Nam Long thì nhiều khi là nó không được hiệu quả cho lắm, nghĩa là và mình cũng có thể nhìn thấy là cái doanh thu của doanh nghiệp là cũng có dấu hiệu là giảm trong 2018, 2019, 2020. Thì cái này thì anh Toàn anh có comment gì không ạ? Thứ nhất là tôi đồng tình với Duy ở chỗ là một doanh nghiệp bất động sản thì họ sẽ có một cái sự liên quan nhất định đến chu kỳ của ngành bất động sản. Tuy nhiên thì ở trong cái slide 15 thì tôi không đồng ý cho lắm khi mà chúng ta nói rằng năm 2017, năm 2019 đó là một cái pha suy thoái của ngành bất động sản. Thì nhìn nó rộng hơn ý, thị trường bất động sản liên quan rất là chặt chẽ đến nền kinh tế vĩ mô. Thì diễn biến trên thị trường hiện nay thì khác xa so với giai đoạn khủng hoảng bất động sản năm 2009 2013. Thì ở giai đoạn trước thì lạm phát cao, chúng ta lại thấy là nhiều giai đoạn lạm phát lên đến 15 đến 17%. Thì cái điều này kèm theo cái mức lãi suất ở mức cao, và trong giai đoạn đó thì nguồn vốn tín dụng cho bất động sản đang mở rộng và rất là cao so với tín dụng chung của cả nền kinh tế. Sau đó thì đột ngột
bị kiểm soát chặt chẽ, thì dẫn đến là thị trường bất động sản tụt dốc nhanh và thời gian sau một cái thời gian tăng cao chót vót về giá. Tuy nhiên hiện nay thì nền kinh tế vĩ mô tôi đánh giá đang ổn định hơn và lạm phát thì đang được kiểm chế dưới 4% một năm. Chúng ta có thể thấy nguồn vốn tín dụng cho bất động sản thì cũng đang ngày được thắt chặt theo lộ trình, và điều này có tác động phần nào đến thị trường bất động sản. Ngoài ra thì mức lãi suất hiện nay thì đang ở mức lãi suất thấp, có thể nói là thấp trong vòng 10 năm qua. Chỉ xong về cơ bản thì việc chững lại của thị trường ở trong giai đoạn 2017-2019 thì chủ yếu đến từ cái việc mà thiếu nguồn cung dự án mới, do cái việc kéo dài, do cái việc cấp phép ít. Tuy vậy thì nhu cầu trên thị trường chúng tôi đánh giá là vẫn còn rất là cao, và tỷ lệ hấp thụ ở ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể đạt trên 90%, và thậm chí có phân khúc hay có dự án đạt đó sấp xỉ 100%. Thì cái điều này thì chúng tôi nghĩ là từ giai đoạn trước năm 2019 chỉ là một cái giai đoạn mà đi chậm lại của bất động sản thôi, chứ không phải giai đoạn suy thoái. Bởi vì nếu mà nói suy thoái thì chúng ta phải nghiên cứu về giá nữa, thì mà giai đoạn này thì chúng ta có thể thấy là mức giá của bất động sản liên tục tăng chứ không hề có cái sự giảm. Còn về kết quả kinh doanh của Nam Long ở trong slide 16 như anh Duy có nói, thì thực tế đây cũng thể hiện một cái chu kỳ của Nam Long thôi, nhưng mà điều này thì cũng là một cái điều rất là bình thường với một doanh nghiệp bất động sản. Thì các năm trước, ví dụ năm 2018 đến năm 2020 thì Nam Long sẽ tập trung vào làm hạ tầng pháp lý cho các dự án của họ, và ở thời điểm hiện tại thì đa số các dự án của họ cũng gần như là sẵn sàng để được mở bán hết rồi. Thì họ sẽ đón điểm rơi vào nào khoảng năm 2022 đến năm 2023. Thì tôi nghĩ là cái giai đoạn này, cái giai đoạn trước này đi xuống này đây chỉ là một cái giai đoạn nén cần thiết để doanh nghiệp chuẩn bị cho một cái sự bùng nổ trong một giai đoạn sắp tới. Vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ của anh Toàn về cái chu kỳ bất động sản. Thì tôi sẽ xin tóm tắt lại cái phần này, đấy là theo như anh Toàn là rủi ro về chu kỳ bất động sản là có, và đúng là cái năm 2017 đến 2018 thì không có cái sự suy thoái nào của bất động sản hết. Và cái đoạn đấy thì là từ 2018 đến 2019 là nó chỉ là cái sự chững lại thôi. Mà chững lại ở đây cũng không phải là do cái nhu cầu bất động sản nó giảm, mà chững lại là bởi vì do cái nguồn cung nó khan hiếm về vấn đề pháp lý. Và cái việc nguồn cung khan hiếm về vấn đề pháp lý này nó cũng là Nam Long cũng phản ánh một phần nào đấy trong cái kết quả kinh doanh của họ. Đấy là cái doanh thu từ 2018 đến 2020 là có dấu hiệu giảm nhẹ. Và qua đấy thì là nó sẽ khiến cho là cái việc, và bởi vì do là giảm là do Nam Long là họ làm chuẩn bị cái nền pháp lý cho các dự án của mình để có thể mở bán và cũng như là booking cái lợi nhuận. Và cái điểm rơi của Nam Long thì có thể là từ 2022 trở đi. Và chính vì như thế cho nên thành ra là cái rủi ro này thì là có thể là sẽ có, nhưng mà trong ngắn hạn thì chúng ta chưa thấy gì. Và trong dài hạn và trung hạn hơn thì muốn hỏi anh Toàn thêm là liệu là đã có bất động sản bong bóng xảy ra hay chưa, khi mà như anh đã chia sẻ thì là cái giá nhà là đã tăng, nghĩa là liên tục tăng cái thời gian gần đây. Và thực ra thì để mà nói là nhận định về bong bóng bất động sản trước khi mà thị trường có những dấu hiệu ấy thì rất là khó. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng là sẽ còn rất là lâu, bởi vì là nền lãi suất vẫn còn đang ở mức rất là thấp và nhu cầu về bất động sản vẫn còn đang ở mức rất là cao. Và đặc biệt là từ năm 2021 trở đi, chúng ta đã nhìn thấy là cái sự ấm dần lên của nguồn cung bất động sản. Thì tôi nghĩ là trong tương lai gần thì sẽ chưa có bong bóng ở giai đoạn này. Vâng. Mặc dù là giá tăng nhưng mà giá cũng chưa tăng quá nhiều để có thể xảy ra bong bóng, đúng không ạ? Vâng, thế thì tôi sẽ sang thì, Muốn bổ sung là cái việc giá tăng thì chính phủ cũng đã có những cái tác động bất động sản phát triển lành mạnh hơn. Vâng, thế tôi sẽ xin phép là sang cái luận điểm tiêu cực thứ hai của tôi mà tôi nhìn thấy ở Nam Long. Đấy là tôi nhìn thấy là Nam Long cũng như bao nhiêu công ty bất động sản khác thì rất là cần vốn, và qua đấy thì là thực ra là cái luận điểm 2 và luận điểm 3 này nó có liên hệ với nhau. Thì đầu tiên là cái việc là cần nhiều vốn, và chúng ta có thể nhìn thấy là lợi nhuận sau thuế của Nam Long thì giảm, xong rồi sau đấy thì chi phí lãi vay thì tăng.
sau đấy thì là lại có hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng tăng rất là mạnh, và qua đấy thì là cái dòng tiền của họ rất là cần, rất là cần, họ rất cần tiền. Và qua đấy thì là chúng ta cũng có thể nhìn thấy là năm 2021 vừa rồi là Nam Long cũng có dự kiến là sẽ phát hành riêng lẻ là 60 triệu cổ phiếu vào 2021 và sẽ tăng số lượng cổ phiếu từ 285 triệu lên 381 triệu. Thì cái việc gia tăng số cổ phiếu này cũng sẽ khiến cho cái lợi ích của nhà đầu tư là bị pha loãng ra. Và qua đấy thì là chúng ta nhìn thấy là cái earning per share của nhà đầu tư là qua các năm là gần như là không tăng trưởng. Và điều này thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái lợi ích của nhà đầu tư khi đầu tư vào cái cổ phiếu này, và làm cho cái việc là cái giá của cổ phiếu khó có thể tăng được. Thì anh Toàn có muốn chia sẻ thêm gì về cái, thứ nhất là dòng tiền âm, và thứ hai nữa là cái EPS của doanh nghiệp thì cũng tăng trong tương lai. Vâng, mời anh. Vâng, về vấn đề dòng tiền âm ấy, à, thì cái luận điểm lợi nhuận sau thuế giảm mạnh thì nó chỉ mang tính thời điểm thôi, vì là cho cả năm 2021 thì nửa sau của năm thì chúng tôi nghĩ là Nam Long sẽ book nhiều dự án hơn, và chúng tôi dự báo là năm nay lợi nhuận dòng có thể tăng trưởng đến 44%. Còn dòng tiền âm thì chủ yếu đến từ cái việc hàng tồn kho tăng mạnh. Thì hàng tồn kho này tăng, chúng ta có thể thấy là tăng đột biến từ quý 1 năm 2021. Thì cái việc này sở dĩ là do Nam Long đã mua lại thêm 30% từ cái dự án Waterfront. Trước đó thì Nam Long sở hữu khoảng 35%, và hiện tại sau khi mua thêm thì đã sở hữu khoảng 65% dự án này. Cho nên là dự án này đã được hợp nhất vào báo cáo tài chính của Nam Long. Cuối quý 2 hàng tồn kho của Waterfront lên đến khoảng 7.040 tỷ và chiếm khoảng hơn một nửa cái hàng tồn kho này, và chủ yếu là xây dựng dở dang. Và Waterfront thì hiện tại Nam Long cũng chưa đưa vào khai thác, và dự kiến cuối năm nay thì mới bắt đầu mở bán dự án này, cho nên là cuối năm nay thì có thể giải phóng được cái lượng hàng tồn kho này. Và Waterfront thì nằm ở cạnh Aqua City, nên là chúng tôi nghĩ là có thể được hưởng lợi về hạ tầng và giá bán tăng tốt, cũng như được hưởng lợi từ tiệp khách hàng sẵn có của Aqua City và Novaland. Còn về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của Nam Long thì hiện nay cũng chỉ đang ở mức khoảng 0,3 lần. Thì đây là một cái mức rất là an toàn đối với một doanh nghiệp bất động sản. Còn về việc EPS pha loãng, thì đồng ý với anh Duy là về cái chart ở trong slide 18 ấy. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn vào một doanh nghiệp bất động sản thì cái EPS nó cũng chỉ mang tính tham khảo thôi, vì là lợi nhuận và doanh thu của một doanh nghiệp bất động sản rất là mang tính thời điểm. Và khi mà định giá thì chúng ta nên nhìn vào RNAV nhiều hơn. Tuy là có cái sự tăng trưởng không nhiều trong EPS, tuy nhiên thì cái tài sản của Nam Long đang dần dần được lớn lên theo thời gian. Và back lại cái luận điểm thứ ba ở tích cực ấy, thì chúng ta thấy là Nam Long vẫn đang được định giá hợp lý ở mức PE và PB thấp hơn so với trung bình của ngành. Vâng, thế là tôi sẽ tóm tắt lại ba cái ý tiêu cực này. Thì đối với cả ý đầu tiên là rủi ro chu kỳ bất động sản, thì là chắc chắn là những doanh nghiệp thuộc bất động sản thì sẽ bị ảnh hưởng bởi cái chu kỳ. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy năm 2019 đến 2021 là cái giai đoạn chứng lại. Thứ nhất là do Covid và thứ hai là do vấn đề pháp lý khiến cho là doanh thu của Nam Long là cũng có dấu hiệu đi xuống trong quá khứ. Tuy nhiên thì trong tương lai thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái việc vấn đề pháp lý này đã bắt đầu được nới lỏng ra, và doanh nghiệp thì cũng sẽ bắt đầu sẽ có lợi nhuận tăng trưởng trở lại, lợi nhuận cũng như doanh thu tăng trưởng trở lại. Và qua đấy thì là cái rủi ro về chu kỳ ngành bất động sản thì trong ngắn hạn là chưa có, vì đây là cái điểm mới bắt đầu của một cái nhóm A của cái chu kỳ này. Và đối với cả cái dòng tiền âm thì đầu tiên là về cái vấn đề lợi nhuận sau thuế, thì là nó sẽ là cái vấn đề là booking lợi nhuận thôi, chứ còn nó không có ảnh hưởng quá nhiều đến doanh nghiệp. Còn doanh nghiệp bất động sản thì bản chất là sẽ bị âm nhiều. Và ngoài ra nữa thì là cái âm chính của Nam Long thì là do hàng tồn kho tăng mạnh, thì là do họ mới sở hữu thêm dự án, tăng sở hữu từ 30% lên 60%. Thì qua đấy là tăng rất mạnh hàng tồn kho và sẽ được clear vào cuối năm khi mà mở bán ra cái dự án đấy ra. Và
bán mở bán và bán à, khi mà bán giao cái dự án đấy. Và cuối cùng là cái vấn đề EPS không tăng trưởng, thì hiện tại là thực ra là định giá của 55 vẫn đang là mức khá là hợp lý. Ngoài ra nữa thì là chúng ta sẽ nhìn doanh nghiệp bất động sản qua cái những dự án họ có, và chúng ta nhìn thấy là họ vẫn đang tiếp tục triển khai và các dự án đấy đang thành hình dần và sẽ to dần lên và tạo ra giá trị cho xã hội. Và đấy thì là cái mức EPS có thể là không tăng, tuy nhiên thì là giá trị của doanh nghiệp vẫn sẽ tăng qua thời gian nhờ cái dự án của họ là sẽ hình thành. Và đấy là những cái phần ngày hôm nay của chúng tôi về 55. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép là dành ra 5 phút để giới thiệu các chương trình của VN Direct. Chương trình thứ nhất đấy chính là chương trình La Bàn Đầu Tư vào lúc 3:30 chiều thứ hai hàng tuần, là nói về các tiêu điểm vĩ mô cũng như là cập nhật tình hình các kênh tài sản. Chương trình thứ hai của chúng tôi là chương trình Tọa đàm Đầu Tư, là vào lúc 3:30 chiều thứ tư hàng tuần. Thì đây là chương trình dành riêng cho khách hàng của VN Direct ở một cái room riêng, và qua đấy thì là khách hàng của VN Direct thì sẽ được nghe các chuyên gia thảo luận cũng như là ý kiến của rất là nhiều chuyên gia khác nhau về một nhóm ngành cổ phiếu, và qua đấy là họ cũng có thể là hỏi thêm các câu hỏi cho các chuyên gia để họ có thêm thông tin và trả lời. Và chương trình thứ ba đấy chính là chương trình cổ phiếu 360 độ ngày hôm nay, là nói về một cổ phiếu theo cả hai phương diện và tiêu cực và một cách trung lập, và để cho quý nhà đầu tư có thêm thông tin để có thể nghĩ về cái phương án đầu tư của mình với những cổ phiếu này, thì sẽ là vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Và chương trình cuối cùng của chúng tôi là đối thoại với PM, là lúc 9:00 sáng thứ bảy hai tuần một lần, thì sẽ là nói chuyện với những người nổi tiếng về cái chia sẻ triết lý đầu tư cũng như là cái chiến lược đầu tư của họ đối với thị trường chứng khoán. Và ngoài ra thì quý nhà đầu tư có thể tham gia vào hai cái cộng đồng của chúng tôi trên Facebook và Stockbook qua cái like QR code mà chúng tôi có đính kèm ở đây. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái phần cuối cùng ngày hôm nay, đấy là phần Q&A. Ngoài ra thì quý nhà đầu tư khi mà quan tâm đến một mã cổ phiếu nào hay là muốn chúng tôi phân tích mã nào thì hãy comment ở trong chương trình để chúng tôi có thể biết được nhu cầu của quý nhà đầu tư, và qua đấy thì chuẩn bị chương trình cho nội dung cho những chương trình lần sau. Và bạn đầu tiên là Trịnh Xuân Hải muốn mình so sánh giữa Nam Long và Khang Điền thì các chuyên gia đánh giá thế nào, thì anh Toàn anh có thể trả lời cái câu hỏi này cho quý nhà đầu tư được không ạ? Thì cái sự khác biệt lớn nhất của Nam Long và Khang Điền thì ở cái định hướng về cái dự án mà họ đang phát triển. Thì Nam Long có xu hướng là dạt ra phía ngoài trung tâm. Còn Khang Điền thì tập trung ở trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta có thể thấy là đặc biệt là Khang Điền phát triển rất là nhiều dự án ở trong thành phố Thủ Đức, ở quận Bình Chánh, quận Bình Tân. Còn Nam Long thì khu vực Đồng Nai và Long An. Thì đấy là cái sự khác biệt lớn nhất. Còn so sánh giữa Khang Điền và Nam Long thì họ đều là những nhà phát triển bất động sản lớn và có uy tín trên thị trường. Vâng, tôi cũng muốn bổ sung thêm một thông tin khác nữa, đấy là cái định giá của Khang Điền. Anh có thể chia sẻ thêm cho nhà đầu tư về cái định giá của Khang Điền và Nam Long, thì chúng ta cũng có thể thấy ở cái phần cái luận điểm tích cực thứ 3 của chúng ta ngày hôm nay thì cũng có trao đổi kỹ hơn về cái khác biệt của Khang Điền và Nam Long rồi. Và thế thì bây giờ tôi sẽ sang cái phần tiếp theo, đấy là lý do vì sao mà biên lợi nhuận cộp của Nam Long có xu hướng giảm dần từ 2017 đến nay. Thì biên lợi nhuận cộp của Nam Long thì từ các cái biên lợi nhuận của một doanh nghiệp bất động sản nó cũng phụ thuộc vào, cũng mang tính khá là mang tính thời điểm. Mà ví dụ như là Nam Long, khi mà Nam Long có tập trung bàn giao nhiều sản phẩm từ một cái dự án như là dự án này về Flora, dự án căn hộ ấy, thì cái biên lợi nhuận gộp của căn hộ lúc nào cũng sẽ thấp hơn biên lợi nhuận gộp của các cái sản phẩm biệt thự. Cho nên là khi mà Nam Long bàn giao với tỷ trọng lớn từ Flora thì mà so với cả tỷ trọng từ Valora ấy, thì nếu mà Flora lớn hơn thì biên lợi nhuận gộp sẽ nhỏ hơn. Thôi thì cái này phụ thuộc vào các cái dự án mà Nam Long bàn giao tại thời điểm đó. Thì vừa rồi thì trong giai đoạn vừa rồi thì Nam Long cũng phát triển khá là nhiều dự án Flora, thì cũng có thể đấy là một cái lý do mà biên lợi nhuận gộp
giảm đi. Vâng. Ngoài ra thì tôi cũng muốn bổ sung thêm cái sự khác biệt giữa Nam Long và Khang Điền, thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái cơ cấu cổ đông của Nam Long với Khang Điền cũng tương đối là khác nhau. Ví dụ như là Nam Long thì nếu mà theo công bố trên thông tin trên chính thức trên Cà Phê F thì chúng ta có thể nhìn thấy là anh Quang, nghĩa là chủ tịch, ông Nguyễn Xuân Quang, chủ tịch của Nam Long hiện tại thì vẫn đang nắm giữ cổ phiếu là hơn 13%. Thì cái việc là họ có nắm cổ phiếu một phần tương đối như này thì cũng sẽ giúp cho họ là có lợi ích đi cùng với doanh nghiệp, và qua đấy thì là đảm bảo cái việc tăng trưởng của doanh nghiệp hơn. Còn Khang Điền thì có cái cơ cấu độc cổ đông nó khá là không tập trung, nghĩa là không có ai là người nắm chi phối cả, thì cái cơ cấu cổ đông không tập trung thì nó vừa là lợi vừa là hại. Lợi ở đây là sẽ không có ai thao túng về lợi nhuận hay là về dòng tiền của cổ phiếu để làm mục đích riêng, nhưng mà cái hại ở đây thì có thể là bởi vì do là nó là cha chung thì thành ra là sẽ không ai khóc, thì cũng làm cho cái tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận và doanh thu của doanh nghiệp là có thể là không được cao, bởi vì do là cái lợi ích của những người điều hành là nó không đi cùng với cả cái sở hữu. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái câu hỏi tiếp theo, đấy là Nam Long phát hành giá cổ phiếu với giá thấp hơn 30% so với hiện tại. Vậy điều này có làm ảnh hưởng tới lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ không? Rủi ro cho cổ đông nhỏ lẻ khi đầu tư Nam Long như thế nào? Vâng. Thì khi mà một doanh nghiệp bất động sản hoặc là một doanh nghiệp bất kỳ thôi trên sàn chứng khoán có cái việc phát hành riêng lẻ với giá thấp hơn, thì cái điều này có thể tác động một phần nào đó đến 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 cái tâm lý của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân. Theo như tính toán thì cái việc phát hành thêm của Nam Long sẽ làm giảm đi khoảng 4% về mặt EPS, thì cái này cũng sẽ tác động trực tiếp vào lợi ích của cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên thì cái việc đánh giá ít hay nhiều ấy thì phụ thuộc vào từng từng nhà đầu tư. Vâng. Ngoài ra nữa thì tôi cũng muốn bổ sung thêm một số quan điểm của tôi thôi. Thì đấy là cái việc là pha loãng, nghĩa là cái việc là phát hành thêm như này thì có thể là trong tương lai thì là nó sẽ là tăng thêm nguồn cung của cổ phiếu. Thì qua đấy thì là cái giá, nghĩa là khi mà mình muốn mua cổ phiếu thì nghĩa là cái lượng người bán cổ phiếu nó sẽ nhiều lên. Thì cũng có thể là cái cung cầu của cổ phiếu trên cái thị trường thì là nó cũng có cái sự thay đổi. Thì là nó có thể ảnh hưởng đến cái giá trong đấy, nhưng mà tuy nhiên thì cũng nói qua thì cũng phải nói lại là cái nguồn cung đấy tăng thêm là tăng thêm như thế nào. Nếu mà cái phát hành riêng lẻ đấy mà phát hành riêng cho đại chúng, nghĩa là cho những người nhà đầu tư cá nhân hay là những cái nhà đầu tư tài chính mà lướt sóng chẳng hạn, thì chắc chắn là nó sẽ là một điều rất là tiêu cực. Tuy nhiên nếu mà cái việc phát hành riêng lẻ này nó mà phát hành cho những cái nhà đầu tư chiến lược hay là những cái người mà sẵn sàng nhìn ra được cái giá trị của Nam Long và sẵn sàng là đi cùng công ty một cách lâu dài, thì nó sẽ lại không phải là cái điều tiêu cực cho lắm. Nghĩa là những người đấy thì họ sẽ cầm cổ phiếu khá là lâu và họ sẽ không trading thường xuyên, cũng như là sẽ không bán cổ phiếu bằng mọi giá. Thì qua đấy thì là họ sẽ chỉ bán khi mà cái thị trường nó phản ánh đúng cái giá trị của Nam Long thôi. Và qua đấy thì chúng ta cũng sẽ bớt được cái lo ngại phần nào khi cái việc phát hành riêng lẻ này nên mà nó ảnh hưởng đến cái nguồn cung của cổ phiếu. Và thế thì tôi sẽ sang cái câu hỏi tiếp theo, đấy là Nam Long định giá phe rồi, nếu so sánh với các cổ phiếu bất động sản nhỏ khác thì không thể tăng giá mạnh khi búp lợi nhuận cuối năm nữa. Định giá Nam Long sang năm 2022 giá bao nhiêu? Thì anh Toàn, thì như chúng tôi đã chia sẻ thì là cái định giá của Nam Long hiện tại là đang khoảng là 46.700 đồng một cổ phiếu, và không biết là cái định giá này trong 2022 thì có sự thay đổi gì không hả anh Toàn? Thì sẽ có những cái sự đánh giá lại nếu như mà chúng ta thấy được những cái sự tăng giá mạnh hơn so với dự kiến, hoặc là cái việc các cái dự án của Nam Long được triển khai nhanh hơn, bán hàng nhanh hơn dự kiến, thì sẽ có những cái việc đánh giá lại đối với cái việc định giá của Nam Long. Vâng. Vậy tức là cái định giá của 2022 thì của Nam Long hoàn toàn có thể là sẽ thay đổi và sẽ thay đổi theo chiều hướng tăng, nếu như mà các đúng dự rồi án của công ty trong tương lai mà có những cái bước chuyển biến mới mà tích cực hơn và public ra thị trường. Vâng ạ. Tiếp theo câu hỏi là một nhà đầu tư khác là hỏi là VHC
chiều nắm giữ như thế nào ạ? Thì đây là một câu hỏi không liên quan đến doanh nghiệp ngày hôm nay, thì tôi xin phép là sẽ trả lời câu hỏi này sau. Và bây giờ thì tôi sẽ sang câu hỏi tiếp theo là làm sao biết được giá vốn của từng khu đất mà các doanh nghiệp bất động sản đang nắm giữ? Anh Toàn có thể trả lời câu hỏi này không ạ? Vâng, thì cái việc này cũng giống như cái việc mà làm sao biết được là các căn hộ của Nam Long được bán với giá bao nhiêu. Thì chẳng hạn thì chúng ta cũng có tương đối nhiều cái kênh để check. Thì thứ nhất đó là đối với các analyst thì họ tiếp cận các doanh nghiệp dễ dàng hơn, thì họ có thể thứ nhất là nguồn thông tin đến từ phía doanh nghiệp. Thứ hai là chúng ta có thể xuống thực địa để chúng ta hỏi về giá đất. Và thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng những kênh online để chúng ta tìm kiếm. Thì đối với một analyst thì chúng tôi có nhiều cái lợi thế hơn so với nhà đầu tư cá nhân ở bên ngoài thị trường, bằng cái việc là chúng tôi có cái mối quan hệ với các doanh nghiệp, và chúng tôi có những cái cơ hội để chúng tôi được đi đến thực địa tại các dự án để chúng tôi hỏi về các cái giá cũng như là các cái tiến độ triển khai của các dự án. Vâng ạ. Ngoài ra thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư về việc là làm cách nào để mình có thể biết được giá vốn của từng khu đất. Thì cái này là mình sẽ hiểu rằng là cái khu đất thì giá vốn là nó sẽ bao gồm cái gì. Thứ nhất là tiền xây, thứ hai là tiền giải phóng mặt bằng, thứ ba là tiền về pháp lý. Tiền pháp lý thì sẽ có những cái tiền là những cái chi phí ngoài mà mình không biết được, là chi phí lobby chẳng hạn. Nhưng mà sẽ có những cái chi phí mà mình biết, đấy là chi phí về mục đích chuyển đổi sử dụng đất. Thì cái chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì quý nhà đầu tư có thể lên mạng search thêm. Còn đối với cả cái giải phóng mặt bằng thì mình có thể là đi khảo sát thực địa để hỏi cái người dân ở đấy là họ được giải phóng mặt bằng là bao nhiêu tiền một mét vuông. Thì cái đấy là mình có thể thông tin thực tế. Ngoài ra nữa thì là cái tiền xây thì nó có thể là từ 7 đến 10 triệu tùy thời điểm và tùy từng cái hợp đồng, hay là tùy từng chủ đầu tư, hay là cũng như là cái chủ xây dựng. Thì cái này là mình cũng có thể là tham khảo thêm ở bên ngoài, hoặc là mình có thể đọc những cái báo cáo tài chính trong quá khứ của các doanh nghiệp khác, và mình bóc tách riêng cái phần giá vốn giải phóng mặt bằng cũng như là giá vốn pháp lý ra, thì mình sẽ có ước tính được cái phần nào đấy là cái giá vốn của cái việc là cái tiền xây là bao nhiêu. Vâng, thì đấy là những cái thông tin về cái việc là làm cách nào để biết giá vốn của doanh nghiệp bất động sản. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái câu hỏi tiếp theo là Nam Long thì nên cầm trung hay dài hạn? Thì anh Toàn, anh có thể trả lời cái câu hỏi này không ạ? Vâng, theo tôi thì chúng ta có thể nhìn vào cái kế hoạch phát triển dự án của Nam Long ấy. Thì hiện tại Nam Long đang phát triển cùng một lúc đến trên 6 đến 7 dự án cùng nhau. Thì tôi nghĩ là điểm rơi của Nam Long sẽ chưa phải ở trong ngắn hạn này, mà sẽ tập trung chủ yếu ở giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023. Thì chính vì thế mà chúng tôi nghĩ là đây là một cái thời điểm khá là hợp lý để mà đầu tư Nam Long về lâu dài. Bởi vì doanh nghiệp có thể có những cái bước chuyển mình, có thể có cái bước tiến rất là mạnh trong năm 2022 năm 2023. Vâng, như quý nhà đầu tư đã biết thì những cái vùng đất mà Nam Long đầu tư là nó ở Long An và Đồng Nai. Thì rõ ràng là hiện tại là nếu mà mình nhìn vào cái giai đoạn này thì mình sẽ thấy là mọi thông tin hay là những cái hiểu biết của mình nó chưa phản ánh hết cái tiềm năng của cái, có thể là nó chưa phản ánh hết cái tiềm năng của cái khu vực đất ở Long An hay Đồng Nai đấy. Cho nên thành ra là nếu mà mua Nam Long bây giờ thì hoàn toàn có thể nắm giữ, chờ đến khi mà cái khu vực Long An hay Đồng Nai là nó có cái vị thế địa lý là nó mọi người nhìn thấy nó hấp dẫn hơn nữa. Mà cái hấp dẫn hơn này thì nó sẽ đến từ những cái xu hướng, ví dụ như là xu hướng là mình cái xu hướng là xu hướng đầu tư công, nghĩa là mở rộng cái cơ sở hạ tầng đường quốc lộ nó xây đẹp hơn, hay là cái khu vực ở của họ sẽ rộng hơn, qua đấy thì họ mua, và cái thuế ô tô là nó giảm đi chẳng hạn, thì thành ra là họ mua ô tô nhiều hơn, thì là cái đất khu vực ở đất xa vùng ven như này nó sẽ hấp dẫn hơn nữa. Thì đấy là những cái thứ mà tương lai mà chúng ta có thể kỳ vọng khi mà đầu tư vào Nam Long. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái câu hỏi là về cổ phiếu THC, thì là chiều nắm giữ như nào. Thì cái câu hỏi này thì thực ra thì tôi cũng không phải là chuyên gia đầu tư về THC, nhưng mà tôi biết rằng là đây là doanh nghiệp thủy sản hàng đầu. Và ngoài ra nữa thì nếu mà mình nhìn qua các năm thì là cái giá của cổ phiếu đi ngang ở vùng này rất là lâu rồi.
nhà đi ngang khoảng 3 năm rồi, chưa có một đợt tăng giá nào quá mạnh. Trong khi chúng ta đều biết là những cái nhóm ngành khác thì đều đã có những cái bước tăng giá khá là nhiều, vượt đỉnh cũ của họ trong lịch sử. Và cái việc này thì cho thấy là VHC rõ ràng là vẫn còn rất là tiềm năng khi đây là một cổ phiếu đồng hành. Cái rủi ro của họ đến từ đây là cái việc là họ xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, và cái việc và họ và cái mặt hàng xuất khẩu của họ thì giá xuất khẩu thì chưa tăng quá là đột biến như là những cái mặt hàng khác như là thép hay là phốt pho. Thì đấy là những cái thứ mà khiến cho VHC vẫn còn đang đi ngang ở đây. Thì cái việc nắm giữ cổ phiếu này là có thể là hợp lý và tiếp tục duy trì. Đối với cả cổ phiếu ORS thì rất là xin lỗi nhà đầu tư, là cổ phiếu này thì tôi lại không biết gì mấy. Tôi chỉ biết rằng là đây là cổ phiếu về công ty chứng khoán thôi. Thì nếu mà mình nhìn vào công ty chứng khoán thì mình sẽ nhìn vào thứ nhất là về danh mục đầu tư tự doanh của họ, thứ hai là thị phần của họ ở trên thị trường chứng khoán. Và nếu mà thị phần của họ ok, nghĩa là thị phần của họ đang tăng trưởng, thì đây là cổ phiếu hấp dẫn. Còn nếu ngoài trừ cái thị phần môi giới ra thì sẽ là nhìn về cái danh mục đầu tư. Thì danh mục đầu tư của họ, nếu như nắm giữ những cổ phiếu mà mình cảm thấy nó là những cổ phiếu chiến lược thì doanh nghiệp này có thể đầu tư được. Thì cái quan trọng nhất của cổ phiếu chứng khoán, nếu mà mình nhìn những cổ ngoại trừ top 5 ra, top 5 thì mình sẽ phải nhìn kỹ hơn những cái khác nữa. Tại vì do top 5 họ đã được các công ty chứng khoán hay là được thị trường nhìn rất là kỹ rồi. Còn nếu mà những cổ phiếu khác thì mình sẽ nhìn vào danh mục tự doanh và nhìn vào cái thị phần môi giới ạ. Và nốt một câu hỏi cuối cùng nhá. Nam Long với cả Khang Điền thì nên chọn doanh nghiệp nào ạ? Thì cả hai doanh nghiệp này đều, theo tôi thì cả hai doanh nghiệp này đều đáng để đầu tư cả. Còn và nếu mà quý nhà đầu tư như anh Toàn đã chia sẻ thì là cái khác biệt lớn nhất đấy chính là cái quỹ đất của họ. Khang Điền thì tập trung hết vào Thủ Đức, còn Nam Long thì tập trung nhiều vào Long An và cái tỉnh bên cạnh là Đồng Nai. Thì nếu mà quý nhà đầu tư thích vị trí đất ở Đồng Nai hay Long An thì chúng ta sẽ đầu tư Nam Long, còn nếu mà thích đất ở Thủ Đức thì chúng ta sẽ đầu tư Khang Điền. Thì đấy là những cái point cơ bản nhất của việc là nên chọn cổ phiếu nào trong hai cổ phiếu này. Và bây giờ thì tôi xin phép là đóng lại chương trình ngày hôm nay ở đây, và rất cảm ơn cái sự quan tâm của nhà đầu tư, và xin hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào 3:30 thứ năm tuần sau. Vâng, xin cảm ơn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct, và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.